Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được hiệu ứng tuyết rơi như bức ảnh này chẳng hạn. Rồi, bức ảnh này thì đây là hiệu ứng trước và sau khi mình thêm tuyết vào. Với cái tuyết này thì mình thấy có nhiều bạn lên mạng và tải những cái texture tuyết và ép vào, nhưng mà nó sẽ không có được như ý, bởi vì tùy theo cái stock. Ví dụ như là chúng ta muốn cho nó có hiệu ứng xa gần, có tuyết nhỏ, có tuyết lớn thì nó sẽ xin lỗi tin nhắn thì nó sẽ không có được như ý. Rồi ví dụ như là chúng ta muốn cho nó thật hơn thì nó phải có một cái định độ xa gần. Ví dụ như là ở xa thì nó sẽ phải mờ hơn, và ở gần thì nó phải chuyển động nhanh hơn. Thì mất công chúng ta phải tạo rất là nhiều layer, và double layer lên thì nó sẽ bị trùng nhau và mình lại phải xáo trộn lại các kiểu thì nó không có được tiện. Cho nên là mình tốt nhất là mình nên sử dụng những cái có sẵn trong Photoshop, là cách làm của mình thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng brush tròn kiểu mặc định này ha, để tạo được cái hiệu ứng tuyết rơi. Thì cách làm như sau, mình xóa cái này trước đi. Mình sẽ tạo một layer mới bằng phím Ctrl Shift N và click OK. Thì ở đây mình sẽ có cái layer mới thế này. Chúng ta sẽ chọn cái brush này ha, với độ sắc hardness là 100% để mà cái viền nó tròn, nó sắc, nó không bị mềm. Thế nên là mình sẽ chọn 100%. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào cái này, đấy bạn có thấy, vào window này, chọn brush window, chọn brush, hoặc là nó có cái icon kiểu như thế này, brush này, mình click chưa. Thì đầu tiên là cái brush tip shape. Cái này cái hiệu chỉnh rất là cơ bản, chúng ta có thể chọn những cái brush có sẵn ở đây. Thì mình sẽ sử dụng mặc định như thế này. Trong ngoài đời thì tuyết thật nó cũng không có tròn, cho nên là mình sẽ làm cho nó dẹp bớt đi chút xíu bằng cách bấm vào cái đây này. Ở đây nó có hai cái dot này, cái đốm, cái gì ta, cái núm, thôi kệ, hai cái hột, thôi mẹ, có hai cái chấm đây này. Bạn cầm và kéo xuống cho nó bóp nhẹ lại, hoặc là cái roughness này bạn giảm xuống khoảng 90%, nó hơi móp đi chút xíu. Rồi là xong bên này. Ấy, spacing nó để 20-25%. Cái spacing này đại khái là cái khoảng cách giữa những cái chấm brush của chúng ta, thì mình để nó hơi cách nhau ra một chút cho nó không có liền một mạch. Rồi tiếp tới cái shape dynamics. Rồi shape dynamics. Rồi cái ở trong này nó sẽ hiện ra như thế này cho chúng ta. Cái size filter các bạn click vô thì nó sẽ làm cho cái brush của chúng ta nó không có đồng nhất về hình dạng, nghĩa là có cái dẹp, có cái tròn, và nó sẽ làm cho cái brush chúng ta nó nhìn nó tự nhiên hơn, bởi vì ngoài thực tế thì cũng không có hoàn toàn cái hạt tuyết nó giống nhau cả. Cho nên là mình sẽ tăng cái này lên để mà cái hình dạng nó khác nhau chút xíu, không có cái chấm nào giống cái chấm nào. Và cái roughness là lại cái độ móp méo đó. Này nó móp méo tứ phía hết, cho nên là mình để nó khoảng 30%. Tới cái scattering, đại khái là nó bung ra, nó không có như cái bình thường đó. Chúng ta thì bình thường tắt đi, bình thường này nó đi thẳng, nhưng mà khi chúng ta bấm scattering thì nó sẽ ra kiểu này đó, nó sẽ tách rời hẳn ra cho chúng ta, làm sẵn nó cho chúng ta luôn. Thì mình sẽ để nó lên là scatter để 100% và count để nhỏ nhất 1. Đây, cái này count filter để lên hết cỡ đi. Cái shape dynamic này mình không có. Rồi, cái scattering. Rồi tiếp tới cái transfer. Cái transfer này lại khá là để nó có cái đậm, có cái nhạt. Thì mình sẽ để opacity filter lên khoảng 100%. Flow filter này không cần chạm tới. Tạm thời đã xong rồi. Cái này giờ không nâng lên chút xíu đi, 95% đi. Nó không móp lắm. Để tăng scale
spacing lên chút xíu. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sẽ làm. Đầu tiên là phải làm những cái xa tới gần thì nó dễ hơn, xa tới gần ha. Nhưng mà vấn đề là ở những cái ảnh mà xóa phông như thế này á, thì những cái ở xa nó bị xóa hết rồi, nó xóa cùng cái phông rồi, thì những cái tuyết nhỏ như vậy nó sẽ không còn thấy nữa. Cho nên là chúng ta làm nhưng mà để nó vừa tới thôi, khoảng 15. Và cứ vậy chúng ta kéo, nhớ chọn cái brush màu trắng ha, và bôi lên. Cái này nó hơi dày chút xíu nó cũng không sao, bởi vì lát nữa, ôi trời, lát nữa thì mình cũng sẽ làm cho nó mờ đi thôi, nhưng mà vẫn phải làm bởi vì ít nhiều gì mình cũng sẽ thấy nó trong ảnh. Rồi các bạn sẽ vào filter này, blur này, Gaussian blur để làm mờ nó đi, cho nó mờ nhiều lên chút xíu. Đây đi, ok. Và filter tiếp và blur, và chọn motion blur, và chọn theo cái hướng gió nếu có. Rồi đại khái như thế này. Rồi, giảm opacity chút xíu. Rồi tiếp tục Ctrl Shift N để tạo tiếp một cái layer nữa, và lần này cho brush nó to lên chút xíu. Này to quá rồi. Rồi cái này là vừa, và chúng ta sẽ click vừa vừa thôi ha, đừng click nhiều quá nó dày quá, như cái này là hơi dày rồi mà thôi kệ đi, làm mẫu mà. Nhưng chúng ta nên né cái mặt mẫu ra chút xíu. Rồi sau khi đã tạo xong, ta vào filter này, blur, tiếp tục Gaussian blur cho nó mờ vừa thôi, bởi vì nó ở gần mẫu mà, ở gần mẫu thì nó phải nét gần giống như là mẫu. Đây là cỡ này đi, ok. Và filter tiếp tục blur, và chọn motion blur để tạo cái hướng di chuyển, và nó gần mẫu mà cho nên là nó sẽ di chuyển vừa phải thôi. Filter giảm chút xíu. Mình sẽ tạo thêm một lớp nữa ở gần mẫu đi, giảm bớt đi chút xíu. Quan trọng là chúng ta kiên nhẫn chút xíu. Ví dụ như là chúng ta xài chuột như mình đang xài thì mình sẽ phải chỉ lưu, ví dụ như là phải chấm để ra được những cái vừa ý. Nhưng mà nếu các bạn nào có cái Wacom, đại khái là cái bảng vẽ đó, thì ở cái trong cái khu vực điều chỉnh, ơi xin lỗi máy chậm, thì trong cái phần điều chỉnh này nó có cái pen pressure này, mặc định nó sẽ như thế này, các bạn dùng chuột nó sẽ là off, nhưng mà nếu các bạn có cái Wacom bạn sẽ bấm pen pressure và nó sẽ làm cho nó di chuyển thay đổi tùy theo cái đầu bút của các bạn, thì như vậy thì nó sẽ thật hơn và nó sẽ dễ điều khiển hơn. Rồi tiếp tục vào filter blur, kéo center là vừa thôi, và filter tiếp blur motion blur, thằng này cho vừa thôi. Đây được rồi, giảm opacity đi chút xíu thôi. Rồi tiếp tạo một layer nữa và cho cái brush to hẳn lên. Những cái bông tuyết này nó sẽ là ở gần ống kính, và ở gần ống kính thì nó rõ nhưng mà nó dễ di chuyển nhanh, cho nên là cái motion blur cũng phải tăng lên. Ta sẽ bấm cái này, chúng ta tốt nhất là click thôi nếu các bạn xài chuột. Click thôi. Rồi, đây là vào filter blur. Cái blur này thì làm vừa thôi. Đây 1.4 là được rồi. Tiếp tục vào filter blur, motion blur. Cái này là phải làm tăng mạnh lên chút xíu. Cứ tới khi nào các bạn vừa ý thôi. Click OK. Rồi, giảm opacity đi chút xíu thôi. Rồi.
khái là như vậy. Tiếp này sẽ giảm opacity đi nữa. Rồi mình sẽ chọn hết cái này, bấm đây vào, chọn ship để ship ha, và click vào layer 1 và bấm Ctrl G để group lại, và chọn cái này là đặt tên nó là snow. Rồi bật tắt và xem thử hiệu ứng đó. Thì nếu như các bạn làm chi tiết hơn, ví dụ như là mình sẽ phải tạo những cái bông tuyết bé tí này nữa, ví dụ như là tạo thêm layer mới này và layer nhỏ thật sự, và click, nhớ là cái này chỉ click thôi, thì nó sẽ tạo ra được những cái bông tuyết li ti. Cái bông tuyết này nó sẽ nhỏ nhỏ gần mẫu và nó sẽ có cái sự tinh tế hơn, nó sẽ thật hơn. Đó, đây click click nhẹ thôi, click 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 click, rồi đó, tạo ra những cái bông tuyết nhỏ nhỏ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự tinh tế trong cái bức hình của chúng ta, và làm cho bức hình của chúng ta nó có nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ hơn và gây được cái sự hứng thú, cũng như là tạo ra cái sự nó trông nó thật hơn. Rồi đó là xong cái việc tạo bông tuyết. Có thể tắt mở cái group này để coi cái thành quả chúng ta ha. Rồi tạm ổn. Nhưng mà vấn đề là cái việc tạo brush này á, thì chỉ áp dụng cho những cái bức ảnh mà có phông màu trắng sẵn, phông màu tuyết mà, hoặc là, và đặc biệt một điều nữa, nếu có mẫu trong đó thì mẫu phải mặc đồ mùa đông. Chứ như bình thường mình thấy một số bạn hay xài những cái bức ảnh tin so phông của Việt Nam ra rồi chỉnh thêm tuyết vào, nhìn nó không đâu 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 cả. Bởi vì bình thường không ai mặc váy cho táp 7 ngày chưa tới gối mà lại đi ra ngoài có bông tuyết rơi, kỳ lắm. Hay là mặc áo thun ra ngoài tuyết thì nó cũng không có đúng. Nhưng mà là mình nhắc thế thôi. Nếu các bạn có concept hay là các bạn muốn chụp kiểu mùa đông và muốn tạo cái hiệu ứng này thì tốt nhất là nên cho người mẫu mặc bộ đồ nào đó có dính dáng mùa đông một chút. Ví dụ như là bức ảnh này chẳng hạn, mặc cái có cái nón da thú này nọ đó. Rồi đại khái. Nhưng mà có một vấn đề nữa là khi chúng ta muốn đã mặc như vậy rồi nhưng mà ở Việt Nam không có tuyết và màu lá cây nó là màu xanh chứ không phải màu trắng, thì chúng ta phải làm sao? Thì nó có nhiều cách. Ví dụ như là dùng hue saturation như bữa trước mình đã nói. Đâu rồi? Hue saturation chuyển qua green, kéo màu ra chút xíu rồi giảm màu xuống, trắng lên, nó giảm màu và đẩy trắng lên, tự động nó sẽ ra kiểu thế này. Hoặc là có một cách nữa, cái này các bạn chịu khó coi lại cái tút cũ nha, mình có hướng dẫn chi tiết hơn. Hoặc là còn một cách nữa, chúng ta bấm Ctrl J nhân đôi lên, các bạn vào Image, chọn Apply Image, cái suộc này chúng ta sẽ chọn chính cái suộc đó, chính nó, và Channel là Green. Ở phần dưới này mặc định như nó là Multiply chẳng hạn, nhưng mà mình sẽ để nó là qua là Lighten, và nó sẽ làm cho những cái màu lá cây này thành màu trắng hết. Image, apply email này, green, và chọn là lighten ha, click ok. Thì ở đây các bạn có thể tạo thêm cái bông tuyết, nhưng mà như mình đã nói rồi, chẳng ai mặc cái bộ đồ này mà ra tuyết cả, cho nên chúng ta để ý ha. Rồi tút này tới đây thôi, chúc các bạn thành công, và nếu có kết quả thì cứ post ở phía dưới comment trình diện anh em coi thử coi sao ha. Xin cảm ơn các bạn.